Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của Writing đơn Việt Nam nha Hôm nay thì đang là ngày thứ ba và chúng ta đang có sự kiện đó là vòng quay may mắn của tướng Mick Chup nha anh em Thì mình muốn thảo luận với anh em một chút về những cái lựa chọn ở cái vòng quay may mắn đợt này ở map KVK Trinh Phạt Cũng như thì hôm nay nếu bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ thấy một cái sự kiện là chung vui sinh nhật rồi Và sự kiện này sẽ bắt đầu sau 19 tiếng nữa Tuy nhiên thì mình không thấy một cái thông báo gì ở trên fanpage hay là cụ thể trong game về những cái event sẽ có đợt này Đó chỉ có một cái mail hôm trước thì gửi bằng tiếng Anh thì mình cũng đã làm video rồi đó thì mình sẽ nói về cái chung vui sinh nhật này trước đi thì ở đây các bạn sẽ có ba skin nhà và đều dành cho bộ binh hết nha anh em. Rất là ngon. Đợt trước thì mình nhớ là ba skin nhà dành cho cung thì phải. Thì đợt này là ba skin nhà dành cho bộ. Thì có thể là cái đợt event tháng sau chúng ta sẽ có ba skin nhà dành cho kỵ. Mình thấy thế cũng khá là hay bởi vì những cái người chơi mà các bạn đam mê một loại quân ấy các bạn có thể có nhiều lựa chọn hơn trong mỗi đợt event. Thì lần này chúng ta sẽ có nhà cho kẹo hay bị gẹo này, tấn công bộ binh 5% trừ sức mạnh cung thủ 5%. Tấn công bộ binh không phải là một chỉ số quá ngon nha anh em. Tiếp đó chúng ta có bữa tiệc linh đình thì cái skin này sẽ giúp các bạn cộng phòng thủ bộ binh thêm 5% và trừ phòng thủ kỵ binh 5% và cuối cùng các bạn sẽ có cái skin nhà với tên là ngày hội vạn quốc nha anh em thì cái skin nhà này sẽ giúp các bạn cộng sức mạnh bộ binh 5% và trừ sức mạnh cung 5%. Rõ ràng ở trong ba skin nhà này nếu mà chúng ta vẫn đi theo cái lập luận từ xưa đến giờ ấy, có nghĩa là chỉ số sức mạnh cao hơn chỉ số phòng thủ, cao hơn chỉ số công thì cái skin nhà ngày hội vạn quốc này nó sẽ ngon hơn hai skin nhà còn lại nha anh em. Thì các bạn chơi bộ binh hoàn toàn có thể ưu tiên lấy cái nhà này trước một cái yếu tố phụ nữa đó là cái skin nhà này thực ra rất là đẹp và một trong số những skin nhà hiếm hoi màu tím nha anh em tức là skin nhà tím ấy các bạn sẽ có cái hiệu ứng bắn lên cái chữ ROK này đó chữ K này được viết ngược nha đây là cái biểu tượng của tựa game Rise Kingdom Ski này rất đẹp Nói chung là đợt này anh em nào mà chơi bộ binh ấy, Thì các bạn nên đổ ski nhà này Đó đẹp và cậu chỉ số tốt Và thường thì các bạn chơi bộ Các bạn cũng ít khi chơi cung lắm Nên là các bạn có thể lấy ski nhà này Tôi thấy rất là đẹp Hai ski nhà còn lại thì cái nhà cho kẹo hay bị kẹo này Mình thấy hơi xấu một chút Còn cái bữa tược linh đình này Thực ra thì cũng được nha anh em Đó bữa tược linh đình thì mình thấy là cái chỉ số nó cũng tốt phòng thủ bộ binh năm phần trăm đó phòng thủ kỵ binh trừ năm phần trăm tuy nhiên thì nếu mà nói về độ đẹp thì anh em có thể thấy rằng là nó không đẹp so với cái nhà có cái biểu tượng rok kia ở ngoài ra thì anh em sẽ thấy luôn đó ở đợt này chúng ta sẽ có thêm một cái xu ước nguyện của esmeralda đây nữa để dùng trong sự kiện lời cầu nguyện của esmeralda thì đây chính là cái sự kiện vòng quay esmeralda đó các bạn đây là một sự kiện mình nghĩ là cũng khá là ngon nếu các bạn chơi miễn phí có nghĩa là game cho các bạn bao nhiêu xu thì các bạn sẽ sử dụng đúng bằng đấy xu để các bạn quay thôi Ngoài ra thì sự kiện này sẽ cho các bạn mua thêm 10 xu với cái giá giảm nữa Thì mình khuyên tất cả anh em đều nên bỏ game để mua 10 xu giảm giá đó nha Thì với 10 xu giảm giá đó các bạn có thể chơi được hết cái event để đủ lấy cái mốc chọc vàng Hình như là lấy được khoảng 10 hay 15 chọc vàng thì đó các bạn Nói chung là rất là rẻ Thì các bạn tốt nhất là nên mua cái xu giảm giá bằng game thôi Đó còn lại những cái xu mà không giảm giá thì không nên mua Ngoài ra thì sự kiện này cũng cực kỳ ngon đối với những bạn nạp gói một lưu ý cho anh em nếu mà anh em nạp gói trong sự kiện này Có nghĩa chúng ta không nên nạp full gói nha Các bạn cứ nạp gói, các bạn quay Quay đến khi nào mà các bạn nhận hết phần quà rồi thì các bạn dừng lại tại vì sự kiện này nó sẽ có bốn cái phần quà đặc biệt đó thì các bạn quay hết bốn cái phần quà này là các bạn sẽ nhận được tất cả quà sự kiện luôn thì thông thường mình để ý là chúng ta không phải nạp tối đa là ba rương vàng đâu đôi khi các bạn chỉ cần nạp ở, ở, không đến rương vàng hoặc thậm chí là một rương vàng thôi là các bạn đã ăn được full sự kiện rồi cái này anh em cũng cần phải lưu ý nhá và đối với lịch trình sự kiện thì các bạn cũng sẽ thấy luôn là chúng ta sẽ có sự kiện bộ sưu tập Emeraldan này ở chiến tranh tàn tích cái này thì khá là ngon anh em chơi miễn phí thôi nhớ làm hết nhiệm vụ hàng ngày và cuối cùng là sự kiện nhanh tay lẹ mắt thì cái sự kiện này hôm trước mình nói với anh em rồi đó là nó đã bỏ đi cái xếp hạng thì bây giờ chỉ còn cái nhiệm vụ là các bạn xếp ở dưới 3 phút là các bạn nhận được game thôi cái đấy thì mình thấy là kiểu khá là dễ không có gì để nói nhiều. Và cuối cùng đó là về vòng quay tướng đợt này thì ở tuần này chúng ta sẽ có đó là MGE lãnh đạo và vòng quay tướng lãnh đạo nha anh em. Tướng lãnh đạo hay trong game chúng ta hay gọi là tướng Big Chup thì đợt này các bạn vẫn sẽ có thể quay được một con tướng Đó là con ba bơ nha anh em Thì con này nó chính là con tướng công trình Một trong hai con tướng được công trình đang có ở trong game Đó là con ba bơ và con Margaret Hiện tại nếu mà nói về sức mạnh của ba bơ ấy Thì mình cũng chẳng gặp nó trên Open Field bao giờ Đôi lúc mình cũng thấy có một số người chơi sử dụng Nhưng mà mình chưa có cơ hội để gọi là solo Hay là kiểu bị con ba bơ tấn công hết anh em Nên là cái ý kiến của mình về vị tướng này Thì có lẽ là nó cũng không được ngon lắm các bạn ạ Các bạn sẽ có một cái chiêu gây sát thương ở cấp tối đa là 2000 này Và sẽ giảm đi 50 sát thương nếu không nằm trong tầm cận chiến của mục tiêu có nghĩa là khi mà anh em cắm cọc xuống ấy thì các bạn bắn cái chiêu này thì sát thương chỉ được có một ngàn thôi nhá còn nếu mà các bạn bắn cọc nhưng mà ở tầm gần đấy thì sát thương nó sẽ được hai ngàn đó thì cái chiêu này kiểu nó khá là buồn cười đúng không các bạn có một con tướng tầm xa nhưng mà sát thương lại bị giảm đi khi các bạn không bắn tầm xa nó khá là kỳ cục thì uh, chiến báo của Ba Bơ mình cũng sưu tầm một số cái chiến báo ở trên uh, YouTube với lại group Facebook rồi thì kết quả mình thấy cũng không quá ấn tượng. Có lẽ là con tướng công trình đầu tiên trong game thành ra là nó chưa được bá đạo cho lắm. Một cái đặc điểm của tướng công trình ấy đó là sẽ cộng rất là nhiều chỉ số cho quân bao vây, tức là các bạn sẽ ở đánh nhau bằng lính xe đó các bạn. Đó thì lính xe hiện tại rất là nhiều kingdom đang yêu cầu xóa xe rồi, thành ra chưa chắc các bạn đã có đủ một đạo xe T5 để mà đánh con Ba Bơ này nữa cơ. Nó chỉ số nó cộng thêm thực ra thì cũng khá là cao. Đó thì không biết là anh em có lên con Ba Bơ này hay không nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ là chúng ta không nên quay con tướng này không nên dồn tài nguyên cũng như là game các bạn có thể quay để lấy 10 tượng mở tướng cũng được nhưng mà cá nhân mình thì mình không quay để lấy tượng mở tướng với anh em lựa chọn thứ hai ở trong cái vòng quay bích trúc lần này chúng ta có là Honda Takatsu thì đây là một vị tướng cũng khá là kỳ cục luôn cảm giác thương lãnh đạo nó khá là buồn cười các bạn đây là một vị tướng mà các bạn cho nó đi chính ấy các bạn sẽ gây sát thương rất là cao lên tới là 2.500 ở cấp tối đa còn nếu các bạn đi phụ thì chỉ gây sát thương bằng một nửa thôi là 1.250 tuy nhiên thì con tướng này nó yêu cầu rất là nhiều thịnh nộ luôn các bạn được yêu cầu tới là 1.350 nộ để có thể ra chiêu được con Honda khi mà nó đi chính Thực ra thì các bạn cứ hình dung như thế này này, trung bình một tơn các bạn sẽ nhận được khoảng 100 độ, đó mình không tính búp, mình không tính những cái phụ kiện đi, những bảng tài năng, mình cứ tính là đơn giản là khoảng 100 độ một tơn. Thì cái người bình thường ấy, người ta 10 tơn, tức là khoảng 1.000 độ, người ta đã ra chiêu rồi, chưa kể những con tướng mà tốn ít nộ đúng không? Thì sau khi có 1.000 độ này, thì con Honda này nó vẫn chưa ra chiêu thì sau 2 giây sau khi mà con tướng của đối phương ra chiêu ấy, tức là Honda lúc này có khoảng 1200 nộ thì tướng phụ của đối phương đã ra chiêu rồi. Thì lúc này các bạn biết gì không? Con Honda này nó cũng chưa ra chiêu luôn anh em. Đó và sau khi mà con Honda này có đủ 1300 độ và chính xác hơn phải lên đến 1400 độ ấy thì mới ra chiêu được thì lúc đấy đối phương nó đã ra chiêu được hai lần rồi thì lúc này Honda đã bị mất khá khá lính và chưa kể nhiều trường hợp và đối phương còn quay xe bỏ chạy nữa nên là Honda đi chính hiện tại rất là ít người sử dụng. Đa số người chơi hiện tại đều cho Honda đi phụ nha, bởi vì cái chỉ số của Honda cộng thêm thực ra nó khá là tốt. Các bạn có thêm tốc độ hành quân rất là nhanh, nó 20% tốc độ hành quân. Các bạn có thể đánh kiểu hạ vũ Honda này, nép kỳ Honda này, rồi bất kỳ con gì các bạn đi với Honda phụ cũng được. Cộng tốc độ chạy là một cái tốc độ rất là ngon, 20% rất là nhiều. Các bạn được thưởng tấn công 10% ở dưới này thêm 30% nữa là 40%, nó rất là ngon anh em. Ở chiêu 3 thì các bạn sẽ có giảm sát thương phải chịu đi 5% này và mỗi khi các bạn ra kỹ năng chủ động thì các bạn lại gây thêm sát thương trực tiếp hệ số là 200 trong 2 giây, đồng thời giảm tốc độ hành quân của mục tiêu đi ở cấp độ tối đa là 50%. Thì thực ra Honda đi phụ ấy nó có nhiều cái vai trò lắm, không nhất thiết là phải gây damage các bạn các bạn gây đam thực ra thì không quá thua thiệt đâu các bạn sẽ có ở đây thứ nhất là một chiêu này là 1250 đúng không cộng thêm cái chiêu phụ này là 200 ở cấp tối đa nhân 2 là 400 như vậy con Honda đi phụ thì thực ra nó có thể cung cấp cho cái đạo quân đó lên tới là 1 hai này cộng 400 đúng không là 1650 sát thương kỹ năng thì thực ra nó cũng khá là ngon anh em ạ nó không phải là kiểu quá thật thiếu đam đâu đó, tuy nhiên nó cung cấp tốc độ chạy và rất là nhiều chỉ số và có cả debuff làm chậm luôn Thành ra các bạn mà đánh kiểu một con kỵ nào đấy kèm Honda ấy, thì tốc độ chạy nhanh có làm chậm Nó mang được nhiều lính và có tăng sát thương kỹ năng nữa thì thực ra nó cũng khá là mạnh đấy anh em Đặc biệt là chiêu cuối của Honda thì các bạn sẽ được giảm sát thương từ đòn tấn công Và hiệu ứng này có thể kích hoạt mỗi 57 lần 1 giờ sau khi rời khỏi thành phố 57 lần một giờ sau khi rời khỏi thành phố là sao có nghĩa là không phải là cứ mỗi tiếng các bạn chỉ được có 57 lần nhá các bạn ra khỏi thành phố có 57 lần các bạn chạy về thành phố bạn sạc lính các bạn cho ra lại là cái 57 lần đấy nó sẽ được làm mới đó nên là thực ra là các bạn có cái chiêu này nó đánh nhau cũng khá là ngon thì anh em có thể uh, uh, lên Honda và chính xác hơn thì mình nghĩ là có Honda là cái con tướng tốt nhất trong vòng quay may mắn đợt này và các bạn có thể lên à, tiếp đó là lựa chọn thứ hai đó còn cha gian thực ra thì uh, cha gian rất là nhiều người chơi hỏi mình là có nên lên không có nên dùng không À, có nên quay không thì mình đều trả lời là không nên lên các bạn trừ khi các bạn là một người chơi bot các bạn đánh đến đạo thứ sáu thứ bảy thậm chí mình nghĩ là phải đạo thứ bảy mới nên dùng cha gian hoặc là khỏi dùng cha gian luôn cũng được lý do bởi vì cha gian là con tướng nó chạy rất là chậm nha anh em nó trong bộ chiêu thức của cha gian thì không có cung cấp cái tốc độ chạy Ngoài ra thì Cha Gian nó là một vị tướng khá là ít sát thương, nó thiên về cái độ châu bò nhiều hơn sát thương của Cha Gian khá là thấp. Nó đổi lại thì vị tướng này có cung cấp cái khả năng búp nộ và tăng sát thương kỹ năng mà đồng minh gây ra. Đó thì con Cha Gian là một vị tướng búp thôi anh em. Nó chiêu 2 cộng phòng thủ 20% này và khi đứng ngoài lãnh thổ thì cộng sức mạnh thêm 20%. Và chiều 4 này các bạn tiếp tục được cộng phòng thủ thêm 6%. Đó và các bạn có thể tích cái tầng này lên tới là 10 tầng Như vậy là thêm 60% phòng thủ Nhìn chung thì con da này nó rất là trâu Nó nhưng mà trên Open Field nó có vai trò là Búp và Debuff hỗ trợ cho những đạo khác là nhiều thì nếu mà các bạn có khoảng 6 đạo rồi thì các bạn có thể lên Trajan AE ở cái đạo thứ bảy hoặc là Trajan Mộc Lan kiểu như vậy Trajan Santin để làm cái đạo búp Nhưng mà mình thấy là kiểu nó không thật sự phù hợp với những người chơi mà mình đánh giá là từ tầm trung trở xuống Nếu mà cái nick của các bạn ấy, cả các bạn đã lên Trajan trong quá khứ rồi thì mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn nên mang Trajan ra Nhưng mà nếu mà các bạn chưa lên Trajan ấy thì mình nghĩ là chúng ta không nên lên ở thời điểm hiện tại nha anh em và một cái yếu tố phụ nữa ấy, đó là hiện tại trên open field các bạn đã có rất là nhiều hiệu ứng book và đi rồi đó cái hiệu ứng hồi nộ của cha gian ấy, thì ngày xưa thì chúng ta chỉ có con uh, doan tím đó là hồi nộ thôi và hiện tại chúng ta đã có thêm con doan p con doan p trên open field rất là nhiều luôn và doan p nó cũng có hồi nộ đó doan p cũng có tăng sát thương kỹ năng luôn gian p nó cũng có tăng sát thương giống cha gian luôn nhưng mà tăng ít hơn đó thì các bạn sử dụng gian p thì giống kiểu một con cha gian phiên bản mini vậy các bạn có nhiều sát thương hơn mà các bạn cũng có bút nộ bút kỹ năng thì nói chung là mình nghĩ là có cha gian hiện tại cái bút của nó không quá quan trọng trừ khi là những cái team lớn các bạn muốn chơi theo kiểu gọi là tất cả người chơi đều có những cái đạo mạnh nhất thì chúng ta có thể lên cha gian tất cả anh em đều có một đạo cha gian ae thì nó rất là mạnh nhưng mà thường mình chỉ thấy trong những cái team cực kỳ lớn giống kiểu như là 60 gt khi mà họ đánh ol mà thôi đó, tiếp đó vị tướng thứ tư trong vòng quay này chúng ta có là jisunsin thì uh, thực ra jisunsin hiện tại ấy, các bạn đã có thể mua vị tướng này ở trong gói ngày rồi nha anh em đó các bạn đã có thể mua jisunsin ở trong cái gói ưu đãi đặc biệt hàng ngày này thì nếu mà các bạn là những người chơi mà có nạp tiền ấy thì các bạn nên nạp tiền Legacy jisunsin này thì nó sẽ tốt hơn tức là các bạn uh, vừa kết hợp nạp gói ngày vừa kết hợp chơi vòng quay và rồi một ít chọc vàng vào nó thì các bạn sẽ mắc nó nhanh hơn thay vì cái việc các bạn cứ chăm chăm các bạn quay con jisunsin này đó đương nhiên nếu các bạn là những người chơi mà có nạp tiền và đang thiếu tướng thủ nhá ấy tức là game các bạn nhiều ấy thì các bạn hoàn toàn có thể quay sun đây là con tướng tốt nhất trong vòng quay nếu các bạn đang cần tướng thủ nhà ở thời điểm hiện tại. Một bộ chiêu phòng thủ rất là tốt nha. Và đặc điểm của Jisun Shin ấy, đó là khi mà các bạn còn ít máu thì các bạn sẽ tăng cái sát thương gây ra thêm 20%. Đó và khi các bạn thủ nhà ấy, thực ra các bạn sẽ rất là nhanh xuống dưới 20% máu thôi. Đây là cái chiêu này nó kích hoạt cũng khá là mạnh. Hiện tại nếu mà nói về Jisun Shin, khi mà đép nhà, các công trình ấy, mình thấy là bắt đầu được sử dụng ít đi rất là nhiều rồi gần như tất cả những cặp tướng nào mà cặp với Zisusin giống kiểu như là ở Zenobia này, Ganjita này thì đều thay bằng Hera Clear hết rồi. Đó không ai còn dùng Zisusin nữa các bạn. Những người dùng Zisusin đấy là họ chưa có Hera thôi. Còn đã có Hera rồi chắc chắn họ sẽ thay thế con Zisusin này. Nên là con này hiện tại nếu mà các bạn đang cần tướng thủ nhà và như mình đã nói rồi thì các bạn có thể bỏ game ra để quay nhưng mà đương nhiên các bạn phải có nhiều game nhé các bạn. Các bạn phải có đủ game để các bạn quay vòng bộ kỵ cung đó. Các bạn quay hết được những vòng đấy rồi, các bạn quay full luôn ấy. Thì các bạn có thể quay vòng lãnh đạo để lấy con Zisusin còn không thì tôi nghĩ là chúng ta có thể skip con này cũng được bởi vì trường hợp mà các bạn thủ nhà thì nhìn chung tôi thấy nó cũng khá là hiếm và cuối cùng là Charlie May thì con tướng này thật anh em luôn là con tướng được toàn bộ cộng đồng game thừa nhận nó là con tướng phế nhất game cho anh em đây là con tướng mà các bạn có thể lấy được khi mà các bạn chiến thắng KVK1 nhà cái bộ skill của nó thì rất là yếu các bạn hệ số sát thương chỉ có một mục tiêu thôi ở đây chúng ta có một ngàn nó hiện tại thì con Charlie May này đã có thêm bảo tàng rồi nhưng mà tôi thấy nó cũng không mạnh lên mấy bản thân tôi trên open field tôi cũng chưa gặp vị tướng này một lần nào đó có một cái đặc điểm của Charlie May ấy đó là nó có một số cái chiêu 2 uh, chiêu 4 ấy là các bạn có thể sử dụng nó ở map HA hoặc là map uh, vây hãm Olin giống mình đang đánh thì nó khá là ngon ví dụ như cái chiêu với tên là ngôi nhà hạnh phúc này ôi khi mở trên bản đồ đó thì các bạn sẽ có 10% cơ hội nhận khiên khi bị tấn công khiên kéo dài 4 giây và hệ số 1 ngàn khá là cao thì các bạn hoàn toàn có thể dùng chiêu 2 của con Charlie Bay này để lắp cho những cái đạo như kiểu quan vũ này đó để các bạn kích cái chuyên môn của quan vũ chẳng hạn đó thì đấy là cái vai trò duy nhất của Charlie Bay hiện tại thôi đó là dùng những cái chiêu này để lắp vào những cái map mà cho các bạn dùng những cái chiêu phụ như là map HA và map vây hãm Olin nha anh em tổng kết lại thì trong năm vị tướng bích trúc lần này thì mình nghĩ là con tướng các bạn đáng quay nhất nếu mà các bạn cần thiết phải quay ấy tức là các bạn quá nhiều game đúng không các bạn nên quay các bạn nên quay cái honda sau đó thì các bạn có thể lên cha gian nếu các bạn là người chơi theo cái dạng gọi là đánh đồng còn nếu các bạn đang muốn tướng thủ nhà thì chắc chắn là con jisusin này nó sẽ là lựa chọn tốt nhất anh em Ok và video ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi Đó hy vọng các bạn có những giây phút giải trí xung quanh tựa game Riot Kingdom Và liệu anh em có ấn tượng với cái đợt event lần này không Cũng như là liệu các bạn có quay vòng quay may mắn tướng Bichup hay không Thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha Đừng quên ấn like và đăng ký kênh cho kênh youtube của Riot Kingdom Việt Nam Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau Bye bye Viết nên lịch sử của chính mình